Kính thưa các anh chị, chúng ta đi qua cái phần thứ hai. Như vậy vừa rồi chúng ta nghe về cái phần cái ngôn ngữ kinh điển của Đức Phật mà thông qua trên cái nền tảng của tiếng Sanskrit, tức là tiếng Phạn. Nhưng mà để cho anh chị còn có một vài cái cảm nhận nó sâu sắc hơn á, thì phải qua thêm một cái bài nữa về cách dịch của Ngài Huyền Trang. Vì đã chuyển từ cái tiếng Phạn sang cái tiếng Hán, mà Ngài Huyền Trang thì rất gần gũi với chúng ta. Vì những cái năm chúng ta học luận văn, học vật lực á, thì chúng ta học cả cái bằng dịch của Ngài Huyền Trang không ạ? Cho nên sau này các anh chị mà làm những cái đề tài á, từ đây trở đi đó, thì như thế nếu như anh chị thấm nhập được cái cách dùng các cái thuật ngữ tiếng Phạn mà Ngài Huyền Trang, tiếng Hán mà Ngài Huyền Trang đã dịch từ cái tiếng Phạn sang tiếng Hán á, thì anh chị có thể hiểu sâu hơn những cái bằng kinh mình đã học, và từ đó anh chị có thể làm luận văn một cách rất là dễ. Đó, cho nên là tôi cũng hy vọng rằng và cũng thiệt tha là kêu gọi ban quản trại, ban tổ chức của trại vận hành á, sắp xếp thêm cho một buổi nữa để trình bày về cái cách dùng chữ, cái cách phiên dịch của Ngài Huyền Trang. Và tôi nghĩ những chuyện đó và trình bày của thầy anh chị cảm nhận dễ hơn là cái đề tài sáng hôm nay. Cái tài hôm sáng hôm nay nó có vẻ là nó chuyên môn quá đấy, nó mang cái tính học thuật hơi nhiều. Nhưng mà khi trình bày cái vấn đề của Ngài Huyền Trang, khi Ngài dịch kinh ấy, thì có lẽ anh chị sẽ phải quen thuộc hơn. Và từ đó đó, anh chị sẽ hiểu được cái kinh mình học 5 năm một cách sâu sắc hơn. Và từ đó anh chị việc luận văn ấy, nó dễ hơn, và nó hay hơn, và nó có giá trị cho cái thế hệ sau nhiều hơn. Cho nên mong rằng anh chị chịu khó một chút, học nữa. Và bán con trai cũng chịu khó một chút, đấy nhá, cho thêm thời gian. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vấn đề này, phương pháp trình bày cái luận văn. Vấn đề này thì tôi nghĩ nó rất là đơn giản, cho nên là sự trình bày nó rất là khái quát thôi. Mà nếu như mà thời gian nó không đủ á, của sáng hôm nay đó, thì bữa sau mới làm tiếp. Rồi đầu tiên này cả đó là chọn cái đề tài. Rồi, việc này là thì người nói là cái việc nó quyết định thế này. Rồi. Hiện tại thì chúng tôi biết là cái trại vận hành là có 13 đề tài phải không? 13 hay là 16 đề tài gì đó. Đó, 13 đề tài. Rồi cái bán quản trại thì cũng yêu cầu là anh chị chỉ chọn đề tài trong 13 cái đó thôi. Phải chứ? Chọn một trong 13 đề tài đó. Cho nên vấn đề chọn đề tài là phải nói một điều là rất là khó. Cái đề tài nào cũng hay cả, mà đề tài nào cũng khó cả. Vì sao vậy? Vì mình thiếu tư liệu, mình thiếu cái dữ liệu, mình thiếu cái công phu tìm kiếm thế này thế kia. Vậy cho nên là bây giờ là cái chọn đề tài, lát nữa chúng tôi sẽ gợi ý thêm với cả anh chị. Rồi. Để cho cái đề tài này nó có một cái giá trị nó sâu sắc và nó có vượt thời gian. Không có cái gì quý báu bằng mà khoảng 15 năm sau, 20 năm sau, những cái tài sinh của vận hành hay là những cái người họ làm những cái luận văn giải trình bậc lực chẳng hạn, họ tìm lại được những cái tư liệu, những cái luận văn của các anh chị đã giải trình lúc trước. Mà nó có một cái chiều sâu, nó có một cái giá trị về mặt tư duy. Những cái nó rất là mới, và nó có thể đóng góp vào trong cái kho tàng trí tuệ của gia đình Phật tử. Thì có gì bằng nữa, phải chứ? Cho nên mong rằng là các anh chị thay vì mình làm một cái luận văn, nó có tính chất đối phó, cho qua cái trại. Thì tôi rất mong rằng các anh chị phải dành thời gian khá nhiều. Đầu tư thiệt nhiều, gắn cái công sức của mình thiệt nhiều để mình góp thêm một cái kho tàng trí tuệ của gia đình Phật tử Việt Nam cho cái thế hệ sau. Vì những cái luận văn của anh chỉ có giá trị nó nằm trong chỗ trong cái kho lưu trữ đó. Mà có như thế đó thì cái chuyện học Phật của mình đó, của huynh trưởng bây giờ nó mới là một cái điểm sáng cho cái lớp đấng em ở sau. Đó, cho nên bây giờ có những để được như vậy thì có những yêu cầu như thế này. Yêu cầu thứ nhất
đó là thể hiện cái khả năng vận dụng tinh túy giáo lý của đạo Phật qua chương trình huấn luyện huấn trướng vào thực tế hoàn hoặc của gia đình Phật tử. Để anh chị chú ý nghe, là qua chương trình huấn luyện huấn trướng, có nghĩa là không phải chỉ có là trong cái khuôn khổ của nội dung của cái trại vận hành này, mà không phải trong cái khuôn khổ của 5 năm bậc lực. Vì ở đây chúng tôi biết là cả anh chị đã dạy trên luồng văn bậc lực rồi. Nhưng bây giờ là cái luồng văn của bậc của vận hành đó, nó phải khác xa cái lần dạy trên luồng văn bậc lực vừa rồi. Cho nên là nó làm sao phải thể hiện cái tính túy giáo lý của đạo Phật qua chương trình huấn luyện huấn trường. Những gì anh chị đã học được suốt mấy chục năm mình làm huấn trường, mình thâm nhập được cái lý tưởng của áo lam. Thì anh chị hãy vận dụng, làm cho được cái việc đó. Đó, cái yêu cầu thứ nhất là như vậy. Có chương trình huấn luyện huấn trường nhé. Có nghĩa là rất là rộng, chứ không phải chỉ có trong những cái quy định 13 cái đề tài trong cái trại vận hành này đâu. Thế nhưng 13 cái đề tài đó có cái tính chất gợi ý, nhưng làm sao anh chị đưa vào chứ được cái tinh túy giáo lý của Phật học mà mình có được của cuộc đời làm huấn trường của mình. Yêu cầu thứ nhất là như vậy ha. Yêu cầu thứ hai là với cái sứ mệnh giáo dục Phật pháp, cái tâm huyết năng lực của người huấn trường sẽ được thể hiện qua cái luận văn này. Cho nên cần phải có cái sức tư duy và cái tính nghiên cứu cao. Bây giờ đòi hỏi anh chị hai điểm này đây. Như hồi nãy vừa rồi học cái bài này là chúng tôi có trình bày về anh chị đó, phải có cái sức tư duy và cái tính nghiên cứu, chứ đừng có làm kiểu về là hồi hời học hợp cho có. Những cái vị mà trại sinh mà càng lớn tuổi rồi đó, thì thôi sau này hội đồng ban quản trại gì đó thì có vẻ vài cái du di chấm trước ha. Còn mấy cái lớp mà còn trẻ đó, mà còn năng động đó, mà còn có thể đóng góp nhiều cho cái dân Phật tử á, thì mong rằng anh chị chịu khó. Nhưng mà này tôi có kêu gọi đó. Thì qua cái luận văn này mới thể hiện được cái tâm huyết. Vì anh chị thấy là cái trại này đó ha, 97 người, từ khi thông báo mở trại cho tới khi rồi tuyển sinh, rồi chọn lọc đủ thứ chuyện, tất cả các đơn vị biết bao nhiêu cái chuyện. Bây giờ chúng tôi cũng mỗi lần đi xuống, đi các giảng dạy ở các tỉnh đó, các địa phương này, bây giờ nghe cả anh chị ở đó, họ cũng nói rất là nhiều về cái trại này. Nhưng mà tôi nói không, bây giờ tinh thần sắp tới đào tạo huấn trưởng phải như vậy đó. Vậy thì anh chị phải cố gắng xứng đáng với cái mà chúng tôi khẳng định như vậy đối với các cái địa phương nhé. Thấy nhá, cho nên thể hiện qua chỗ nào? Thể hiện qua cái luồng văn này. Thể hiện cái tâm huyết của mình. Cái tâm huyết là tâm huyết giáo dục. Như hồi nãy chúng tôi có nói đó, sau này 97 người này sẽ có vài chục vị. Thế tất cả sẽ đảm nhiệm cái vai trò quan trọng hơn. Anh chị sẽ thành một cái huấn trường của cấp dụng là cao nhất. Thì lúc đó đừng có để cái lớp đàn em đằng sau hỏi lại hoặc là hoài nghi. Anh chị đó bây giờ chỉ ngồi trong hội đồng cấp dụng thì luận văn của anh chị đó viết cái gì vậy? Thấy chưa? Anh chị phải trả lời được, thế chứ mình trả lời được cho mình. Tôi được trình bày những cái điều tâm huyết và năng lực của người huấn trưởng. Mà để cho đàn em nó tin mình được, mà nó tin mình được thì khi nào nó mới cống hiến, mà nó cống hiến được thì gia đình Phật tử nó sẽ còn mãi, chẳng phải 70 năm như vậy. Cho nên cái yêu cầu thứ hai, yêu cầu rất lớn phải không? Yêu cầu thứ ba, cần cái tỏ rõ cái tính sáng tạo, tư duy độc lập, qua cái thực tế hoàn hoặc, cái tính khám nhẫn, tinh thần chịu trách nhiệm, tạo nên một luồng văn có nội dung mới mẻ để lớp sau có thể thừa kế và vận dụng. Phải có một cái luồng văn mang cái nội dung nó mới, nó có tính sáng tạo,
Để làm sao đó, mỗi lần nó cần nghiên cứu về cái gì gì đó đó, nó phải ở trong cái kho tàng của cái luận văn của dân Phật tử á, mình có thể mình tham khảo được cái luận văn của anh này nè, luận văn của chị kia nè, và đó là cái kho tàng trí tuệ của dân Phật tử. À, làm sao anh chị làm được cái luận văn như vậy ha, là yêu cầu. À, những yêu cầu đó là rất là bức thiết đó. À, thì cả năm nay thì tôi thấy cả anh chị lớn tuổi cũng khá nhiều. Thì thôi, cả anh chị lớn tuổi đó thì anh chị nghe được điều như thế này rồi á, thì mình hỗ trợ cho cái lớp trẻ hơn nó làm. Còn lớp trẻ thì phải khẳng định mình phải làm cho được. Ba cái yêu cầu này làm được chừng nào tốt chừng đó. Chứ đừng có làm theo kiểu chút có, chút qua. Mình như vậy uổng lắm. Và cái thiệt thôi nhất là gia đình Phật tử. Rồi, chỉ bằng bây giờ còn thời gian anh chị đã được đào tạo như thế này. Và có cái điều kiện để tiếp nhận những cái điều tinh túy như thế này. Thì bây giờ anh chị chịu khó, mình để lại cho đời sau. Rồi, là về yêu cầu là vậy ha. À, bây giờ về nội dung. À, nội dung thì các anh chị đã có sẵn với ba cái đề tài đó rồi, thì bây giờ gợi ý thêm ba cái lĩnh vực này. Thì trong 13 cái đề tài đó anh chị cứ chọn. Chọn với cái cách làm á, với lại mà như chúng tôi vừa nêu ra ba cái yêu cầu đó đó. Bây giờ chứ gợi ý thêm. À, đưa vào trong là 13 cái đề tài đó, những cái lĩnh vực mà căn bản nhất là như thế này. Có ba cái lĩnh vực: Phật pháp, gia đình Phật tử, tức là lịch sử hình thành và phát triển, vấn đề chuyên môn, hoạt động thanh niên hay là văn nghệ. Đó, gửi mấy những cái đề tài có các cái lĩnh vực như vậy, anh chị tập trung vào những vấn đề đó, mượn cái đề tài của cái trại vận hành mà anh chị nếu cho được những cái vấn đề này trong đó. Rồi, bây giờ về cái đề tài ấy, thì có một vài cái nhận định như thế này. Và cái nhận định này ấy, là xuất phát từ những cái lần trước chúng tôi làm việc với các anh chị trong ban hướng dẫn trung ương, cũng như là cả cái lần hội thảo về nghiên hướng hồi đó ở con ở Gia Lam kia, trước cái đại hội 2012 đó, đấy có anh Phạm Phước Hùng cái này. Rồi sau đó là anh Lộc có mấy lần hội thảo về nghiên hướng ngay tại Gia Lam luôn. Đó, thì tôi những cái lần mà đi dự giải trên luận văn bậc lực, thì bây giờ có những cái nhận định như thế này. Thứ nhất á, đó là những luận văn trước đấy thiếu những cái nội dung mới. Chúng là cái đề tài là cứ đợt này cũng như đợt trước, mấy chục luận văn cũng đọc lui đọc lại cũng chừng đó cái đề tài không à, cũng có chi mới hết. Rồi cũng tư tưởng tình đồ qua kinh Thẳng Màng, thì bố thí trong kinh Kim Cang, rồi lý tưởng của thiếu niên trong qua cái nhập pháp giới của Thiện Tài Đồng Tử, rồi lời phát nguyện của A Nan trong kinh Thủ Lăng Nghiêm và bất cứ rửa miệt. Rồi, cái đề tài hàng đấy như rửa đâu mà còn cái nội dung đó cũng có chi mới hết. Mà nếu như mà đọc kỹ lại chú ấy, thì nhìn lại mấy cái vị bảo huynh ghi ở trong đó, thì mấy cái vị bảo huynh này thì nhìn lại cũng quá quen, và nhớ rằng là cái luận văn này trước đây mình đã từng hướng dẫn cho vị bảo huynh này đi giải trên. Bây giờ cái luận văn này bảo huynh này hướng dẫn cho huynh trưởng cũng y như vậy luôn, không có chi hết, chỉ thay đổi cái tên thôi mà. Mà nếu như vậy hoài thì anh chị thấy sao? Cái người mà được đề trên luận văn này đó thì sẽ qua được một lần một kỳ, qua được một lớp, hay là qua được một cái khóa gì đó. Nhưng mà Phật pháp thì sao? Nghèo vô cùng. Bây giờ đến Phật tử thì sao? Cứ dậm chân tại chỗ. Hả chưa? Rồi cả lập trẻ sao? Cái yên trí bây giờ cứ học như vậy đi. Nay mai có ông bảo huynh rồi. Kiếm bảo huynh nào đó cho hay ngon, chú có uy tín chút, rồi bây giờ sau này ông sẽ hướng dẫn cho. Rồi sẽ lấy cái luận văn của ông và cứ như vậy mà tới. Anh chị tưởng tượng đi, nếu như tương lai của dân Phật tử của mình mà như thế thì sao? Anh chị có đành lòng không? Anh chị có cam lòng chịu như vậy không?
Tôi tin chắc là không nữa đó, thấy chưa? Nhưng mà câu trả lời thế nó còn dài dặc phải không? Không ai mong muốn gì cho Phật tử của mình nó như thế cả. Không ai muốn Phật Pháp phải dầm chân tại chỗ như vậy. Cho nên phải làm sao phải có cái nội dung mới. Kể những 13 cái đề tài cũng nhiều trong cái trại văn hành, cả anh chị cũng phải có đưa vào đó, thổi vào đó một cái gì đó nó mới. Vì mình thấy rằng là bây giờ cái lý tưởng của Phật tử cũng quá đẹp. Và Phật Pháp trên cái tinh thần của cho nên Phật tử vận dụng để mà giáo dục thánh hiếu đồng niên phải hoàn quá ấy. Và xã hội bây giờ nó rất là cần. Thì chúng ta phải làm thế nào để mà làm được cái việc đó chứ? Mà có khó, có khổ thì cái nữa mới là huynh trưởng chứ. Mà gian nan mới là gia đình Phật tử mới là huynh trưởng chứ. Cho nên có cái tình trạng như vậy, không có nội dung mới. Một thực tế cái này phải là rất là buồn. Đó là thường sao chép lại, vừa mô phỏng ý tưởng của người đi trước. Đó là bảo huynh. Đấy nhá. Thì mong rằng bây giờ 97 người này sau này làm bảo huynh á. Đấy chứ, thì hướng dẫn cho đừng nghe mình là cách khác chứ đừng hướng dẫn theo cái nhận định như thế này nữa. Đấy chứ, và đồng thời cái lớp này á, thấy như là làm cái vườn văn đề tài nữa thì cũng đừng có nhận đến những cái bảo huynh, những cái gì đó mà có sẵn nữa mà phải đưa vào cái gì đó mới của mình. Rồi, một vài cái nhận định như vậy ha, mong rằng anh chị cố gắng tránh. Rồi, bây giờ một trên tinh thần đó chúng tôi cũng có một vài cái gợi ý này. Những cái ý tưởng này á, anh chị cứ nuôi dưỡng, có thể đưa vào trong chỗ trong cái luồng văn vận hành bây giờ. Nếu anh chị chọn một trong 13 cái đề tài đó thì anh chị đưa những cái ý tưởng này vào. Còn nếu không, anh chị làm một cái đề tài độc lập, đó với cái đề tài độc lập đó có thể anh chị giữ lại đó, và sau này còn rất nhiều kề, nhiều cái dịp để anh chị đề trên cái luồng văn đó, hoặc là anh chị soạn nó thành một cái bài giảng cho cả cái lớp kiên trì định lực ở dưới, thấy chưa? Ở trên đây thì chúng tôi gợi ý, mặc dù có 13 cái đề tài trong chỗ trong cái cẩm nang của trại văn hành, nhưng đây tôi gợi ý thêm, anh chị phải đưa thêm những cái này vào trong đó. Đôi khi bây giờ 13 cái đề tài đó hằng là thành một cái giống như là một cái cẩm nang trong đó rồi. Bây giờ cả cái vị đi trước, cả vị bảo huynh của mình cũng có những cái đó rồi. Bây giờ chỉ về lấy nguyên cái đó ra rồi bây giờ thay đổi chuột rồi bây giờ để trên thế như vậy uổng quá, thì thiệt thòi cho những Phật tử quá đi. Đó, cho nên tôi gợi ý thêm về các anh chị chỗ này, cứ lấy 13 cái đề tài đó, chọn đề tài nào được làm. Thế bây giờ chỉ chia ra từng cái phạm trù như thế này. Thứ nhất là Phật Pháp. Gợi ý về các anh chị ấy, là bây giờ trong cái phần của Kinh Duy Ma Cật ấy ha, anh chị làm sao nêu bật cho được cái ý nghĩa của Bồ Tát Trì Thế, ý nghĩa của Vô Tận Đăng trong Kinh Duy Ma Cật. Vì cái chương trình vận hành của mình có cái Bồ Tát Duy Ma Cật trong đó mà, có Kinh Duy Ma Cật trong đó. Cho nên xong chỉ đưa cái nội dung này vào cho chú. Vì sao vậy? Vì sao tôi gợi ý cái chuyện này? Anh chị để ý là những cái lần mà trải giáo dục Lục Uyển là trải Hiền Trang, cái phần mà truyền Vô Tận Đăng, khi tắt đèn đi để truyền cái ánh sáng thì tâm bảo xuống đó, thì như vậy dưới này có một anh huynh trưởng đọc cái phẩm Bồ Tát Trì Thế trong Kinh Duy Ma Cật phải chứ? Vậy thì ý nghĩa của cái phẩm Bồ Tát Trì Thế trong Kinh Duy Ma Cật như thế nào mà các vị tiên bối của mình sử dụng cái nội dung đó để đưa vào trong cái lễ Vô Tận Đăng? Mà cái lễ đó tạo thành một cái sức sống, một cái truyền thống, một cái tính tủy cho cái sinh hoạt gia đình Phật tử. Vì ai mà từng qua những cái trại huấn luyện và cái đêm lễ truyền Vô Tận Đăng như vậy thì ấn tượng nó rất là sâu sắc. Tại sao các vị tiên bối của mình khi soạn cái chương trình lễ Vô Tận Đăng lại đưa cái ý nghĩa của Trì Thế Bồ Tát vào trong đó? Anh chị làm cái đề tài này thử coi. Nếu như mà nó không hay, không có giá trị gì thì các bậc tiên bối của mình sẽ cho một cái phẩm kinh khác, một cái bàn kinh khác đưa vào trong buổi lễ Vô Tận Đăng này chứ. Nhưng tại sao lại đưa cái này vào? Phải chưa? Anh chị làm cái này cho. Chứ có như bữa chúng tôi thấy như những cái buổi lễ hoặc là truyền Vô Tận Đăng này về các cái trại dục là quyền của các địa phương á, tôi thấy cái người đứng đọc cái này họ không có nắm được cái ý nghĩa nội dung này cả, chứ họ đọc là kỳ lắm, đọc một cái trong lúc cái tâm hồn của các cái huynh trưởng mà đang thọ cấp đó đang chuẩn bị, họ đón nhận cái sứ mệnh của huynh trưởng đó, họ đầy những cái thao thức, những cái cảm nhận phải nói rất là thiêng liêng,
Mà cái người đọc cái phẩm vô cái trì thể này, họ không nắm được cái nội dung như là chúng nào cả. Thế đúng hơn là cả cái bán con trai cũng hiểu được cái ý này, cho nên tổ chức cái lễ nó khi mang cái tính hình tượng vô cùng, nặng phần hình thức, nặng phần trình diễn. Trong lúc đó cái tâm thức của huynh trưởng đang chuẩn bị để nó đón nhận cái tinh hoa nhất. Mình không nắm được cái ý nghĩa này cho nên buổi lễ nó đôi khi nó mờ nhạt ghê lắm. Được hình thức không à? Mới cho có chuyện không à? Thay vì vậy bây giờ tôi mong rằng cả anh chị huynh trưởng một cái lớp này này, sau này cả anh chị sẽ đứng ra tổ chức các buổi lễ nữa cả. Tôi có khi cả anh là trưởng trại trường, cả khi anh là trưởng ban, các anh phải chứng trí cái lời phát nguyện của các em ở đó nữa. Thì các anh nắm cho được cái ý cái này, hay việc mày. Còn tất cả các anh chị trong ban quản trại đều nắm được cái ý này cả thì sẽ tổ chức cái buổi lễ vô thần đăng nó rất là hay. Nhưng mà rất tiếc, ít người hiểu nổi, hiểu được cái ý nghĩa của cái Bồ Tát tri thể trong cái phẩm này lắm. Cho nên đây, 97 người này, trại sinh này, nghiên cứu lại cho cái đề tài này đi, ý tưởng này, và phải làm thêm cái này vào. Còn nếu như không làm được đề tài đó thì anh chị cũng chú ý cho cái chuyện này chú. Để nay mai mình có đóng vai trò trách nhiệm trong buổi lễ vô thần đăng đó, đó thì mình hiểu được sâu hơn. Một đề tài tiếp theo đó là cái ý nghĩa của chữ Phật tử trong kinh Pháp Hoa. Giờ này mình là gia đình Phật tử. Phật tử là cái gì? Tại sao lại có chữ Phật tử trong gia đình Phật tử? Và chữ Phật tử nó xuất phát từ đâu? Thấy chưa? Anh chị mời anh chị về quay lại kinh Pháp Hoa. Anh chị viết một cái luận văn về cái đề về cái ý nghĩa của chữ Phật tử mà lấy trong đúng kinh Pháp Hoa đó. Rồi từ đó có cái chữ gia đình Phật tử. Rồi nhìn lại cái lịch sử gia đình Phật tử của mình. Rồi đó là cái gia đình Phật Hoa Phổ. Phải chưa? Thế tại sao là các vị tiên bối của mình sau này lấy gia đình Phật tử? Có nghĩa là họ đã có một cái hiểu rất sâu sắc về cái chữ Phật tử này. Bởi ý nghĩa của chữ Phật tử này một cách tròn vẹn nhất ấy, thì nó nằm trong cái Phật Hoa đó. Mà Phật Hoa là chương trình mình cũng có học. Rồi từ đó anh chị triển khai từ cái ý nghĩa của Phật tử, anh chị triển khai được bắt đầu giải thích đã qua cái chữ gia đình Phật tử. Tại sao có chữ gia đình Phật tử? À, như vậy thêm một cái luận văn nữa phải không? Đó. Nó về kinh điển thì nhiều lắm, nhưng mà tôi gợi ý hai cái như vậy để anh chị thấy. Bây giờ như cái này trước này chứ kể cả các cái luận văn cấp dụng, chúng tôi chưa thấy những cái đề tài nội công thế này đấy. Mà rất là thiết thực rồi với các anh chị. Rồi bây giờ vấn đề thứ hai là vấn đề gia đình Phật tử. Cái nội dung liên quan đến gia đình Phật tử cũng gầy đó, 13 cái đề tài vừa rồi anh chị vận dụng thêm những cái nội dung của gia đình Phật tử vào. Tùy theo những cái nội dung anh chị đã chọn, bây giờ vận dụng thêm, đưa thêm vào những cái điều này. Rồi cái gợi ý là cũng từ kinh Duy Ma Cật mà có liên quan đến 5 điều luật gia đình Phật tử. Qua ba tâm trong kinh Duy Ma Cật. Ở đây thì là qua giải trình luận văn bậc lực cái đó phải chứ à. Vậy thì chưa hỏi ba tâm trong kinh Duy Ma Cật thì chắc thuộc lòng rồi chứ nữa. Có ai chưa thuộc lòng không? Có ai chưa nắm được ba tâm trong kinh Duy Ma Cật không? Thôi tôi chưa hết giờ rồi. Anh chị trưa nay tự nhầm lại này, ai mà chưa việc ba tâm nuôi duy mất cả thì cứ nhầm lại đấy nha em. Rồi thì anh chị nghiên cứu cho cái là 5 điều luật của gia đình Phật tử thì chắc thuộc lòng với cả rồi phải chứ. Đối chiếu với ba tâm trong kinh duy mất cả qua thử rằng hay lắm. Và điều này tôi cũng một lần một soạn và hay là nghiên cứu để mà giảng bài với cả anh chị kinh duy mất cả phải thán phục các vị tiên bối của mình vô cùng. 5 điều luật của dân Phật tử các vị họ đã vận dụng cái ba cái tâm này trong kinh Duy Ma Cật đó. Mình học kinh Duy Ma Cật rồi, giải trình rồi, khảo xong xuôi cả rồi. Rồi khi mình hiểu chưa sâu sắc cái chỗ này. Mà hiểu sâu sắc chỗ này rồi khi nào mình mới thấy mình tán thán, mình quý trọng các bậc tiên bối của mình. Khi họ đưa cái chương trình Duy Ma Cật vào cho huynh trưởng bậc lực của mình học. Và từ đó có cái 5 điều luật. Hãy nhá, anh chị nghiên cứu đưa cái điều này vào. Rồi tiếp theo, rồi tứ tất đàng trong chương trình học của Duy Phật tử. Có học tứ tất đàng trong chương trình vận hành của mình là vậy chứ. Rồi chương trình của Duy Phật tử của mình là từ cái gì? Hòa tin vui, kiên trì định ha, định lực thôi nhá. Rồi bây giờ tứ tất đàng liên quan đến cái chương trình học này như thế nào?
Chứ Tử Tất Đan đâu rồi, học Tử Tất Đan, đệ Tử Tất Đan. Phải chưa? Đó, cái chỗ này nữa tôi cũng thấy, tôi cũng khi mà soạn bài dạy cho các anh chị, tôi cũng thấy rất là thán phục các bậc tiền bối của mình. Khi họ soạn ra bộ các cái chương trình cho các bậc học. Đó, từ hòa tin vui cho đến kiên trì, đến cho đến bậc lực. Cho đến cái trại Phủ Long Na, thì cái này được học Tử Tất Đan. Phải chưa? Nó cả ngày họ đã vận dụng hết tất cả mọi cái chuyện đó, lấy Tứ Thức Đan để soạn ra cái chương trình cho các anh chị. Các anh chị tìm cái chuyện này ra, nghiên cứu cái chỗ này cho ra thì qua. Chứ không phải học Tứ Thức Đan để nay mai mình làm bài Tứ Thức Đan, mình trả bài xong xuôi rồi, thì uổng quá. Thì có đóng góp gì được thêm cho cái Phật Pháp, có tham thêm chi cho cái trí tuệ thêm cho cái lớp đàn em của mình, cho dân Phật tử nó mai sau đâu. Cái nhờ gợi ý cho các anh chị cho đó ha. Đó. Tiếp tục. Hành trạng của Thiền Sư Vạn Hành qua bi trị dục. Đó, vừa rồi thì anh chị có làm cái, vừa rồi như là có làm cái gì đó, coi cái chữ dùng ấy nhá. Có làm cái bài thi gì đó phải không? Thi khảo sát gì đó, coi chữ dùng không? Bây giờ mở rộng ra, cả bi cả trị luôn này. Cái này có liên quan đến Phật tử. Rồi, tiếp tục. Các huynh trưởng là thành tự đạo trong các pháp nạn. Rồi, tiếp tục ha. Huynh trưởng thực hành giới thứ năm. Giới thứ năm là cái giới, giới gì? À, giới uống rượu đó phải không? Bất ẩm tử đó phải nhá. Nhưng bây giờ thì đâu phải chuyện uống rượu nữa đâu, bây giờ nhiều thứ quá lắm. À, thì như huynh trưởng mình quay xem thử là cái đề tài này mình mở rộng ra là mức độ như thế nào. Chứ không phải cái giới thứ năm là uống rượu, uống bia nữa đâu. À, anh chị coi như là xem thử thời đại ngày hôm nay huynh trưởng giới thứ năm có nghĩa là như thế nào. Chứ không phải là bây giờ chỉ gọi gòn lại trong chỗ, trong cái rượu nữa đâu. Cái lúc đó mình mới hướng dẫn loan sinh của mình được chứ. Rồi tiếp tục, một đề tài liên quan đến nhân Phật tử nữa là hôn nhân khác tôn giáo. Có khi nào anh chị thấy con em của mình đó nha, đoàn sinh của mình mà nó bị rơi vô trong chỗ, trong cái phòng này chứ, rồi khi nào mình như thế nào đây? Huynh trưởng chịu trách nhiệm cái đơn vị đó thấy như thế nào đây? Rồi bây giờ phải có cái đề tài này chứ. Rồi mấy cái này mấy gợi ý ha, anh chị lưu ý cho mấy cái này. Đoàn sinh của mình lớn như thế này, nói chị ơi em như vậy như kia, mời chị tới nhà thơ dự lễ với em thì mừng lắm đấy. Bây giờ mình chuẩn bị như thế nào cho các em của mình để nó bị khỏi bị như thế này? Mà những đề tài nào cũng không anh chị lưu ý. Hôm cái đợt dịch của Covid đó không sinh hoạt đâu được, thì tôi đã nghĩ là những cái này và tôi đã gợi ý để các đơn vị tổ chức những cái cuộc hội luận về những cái đề tài này để mời vào đó giống một cái diễn đàn để mà trình bày. Mình chuẩn bị mất hết rồi nhưng mà đùng đùng một cái hết dịch, cho nên chưa làm được. Đơn vị nào cảm thấy những đề tài này mà tổ chức những cái dạng hội luận như vậy đó thì cứ mạnh dạn cho biết chúng tôi sẽ hỗ trợ và sẽ tham gia cùng với các anh chị. Nếu như làm đề tài trong luận văn bậc lực ở trong bậc văn hành này chưa được thì những cái đề tài này đều có thể tổ chức cái dạng hội luận hết đó. Rồi như vậy là về dân Phật tử ha, về bây giờ về chuyên môn ứng dụng cái công nghệ thông tin vào hoạt động thanh niên của dân Phật tử. Chuyện này các anh chị cũng nên lưu ý một chút nhé. Chúng tôi bây giờ mình cứ sửa bài này làm thì như vậy cái hoạt động thanh niên nó không hấp dẫn nữa đâu. Bây giờ những cái trò chơi lớn các anh chị nên mạnh dạn vận dụng cái công nghệ thông tin này đi, để tăng thêm cái tính thu hút cái lớp trẻ đó. Còn không thôi mình cứ theo cái truyền thống mình làm thôi, nó chỉ hôi nó ngán nha. Và bây giờ bên ngoài cái công nghệ thông tin nó phát triển như vậy, nó có những cái chuyện nó hay như vậy thì bây giờ mình cũng nên vận dụng đi nhé. Những cái trò chơi lớn thì anh chị nên đưa thêm những cái này vào đi. Nhiều cái lĩnh vực hay lắm. À. Như vừa rồi tôi thấy là bây giờ bên Bà Rịa Vũng Tàu nha, có cái chương trình gì đó cho các em. Hôm trận dịch vừa rồi đó, các anh chị cũng rất là vận dụng. Vừa ra cả cái chương trình thu học, dành cho cả cái lớp ngành đồng. Và những cái trò chơi cũng đã vận dụng cái công nghệ thông tin đó. Có những cái bài học Phật Pháp cũng vận dụng cái công nghệ thông tin đó. Tôi rất tiếc hồi đó sao là không có các cái đơn vị khác không có mở những cái mô hình này ra để mà làm. Và tôi có yêu cầu bên Bà Rịa Vũng Tàu được cung cấp cái phần mềm này để giới thiệu cho các cái đơn vị khác. Nhưng mà các đơn vị khác cũng mắng môi gì. Có lẽ sau trận dịch rồi, hết dịch rồi cho nên thôi không cần nữa. Tôi nghĩ các anh chị nên tiếp tục cái mô hình này đi.
Rồi, cho nên anh chị có một đề tài nó rộng hơn, đó là ngụ minh trong thời đại công nghệ thông tin. Rồi, bây giờ anh chị phải có một cái luận văn trình bày lại cái ý phương minh thời đại ngày hôm nay là cái gì, cái hiểu biết về bệnh tật và sức khỏe, thực phẩm, vấn đề ăn uống trong thời đại ngày hôm nay là cái gì, hay nhá, ví dụ như vậy. Đó. Rồi cái thanh minh tức là vấn đề về ngôn ngữ đó, ngày hôm nay học cái gì, ví dụ như sáng hôm nay trình bày về một vài vấn đề về tiền phạn, anh chị có khi rất là mơ hồ, có khi rất là nhức đầu, cái đó chính là thanh minh đó. Về thanh minh trong ngày này ngày hôm nay rồi huấn trường là cái gì, vấn đề ngôn ngữ như thế nào. Và như sáng nay mình học cái bài vừa rồi ngôn ngữ của Đức Phật, đó là thanh minh đó, trong ngụ minh đó, thanh gọi là âm thanh, âm thanh đây chính là ngôn ngữ. Mà ngày hôm nay huấn trường của chúng ta thiếu thanh minh, thiếu vấn đề ngôn ngữ học, thiếu khả năng về ngoại ngữ thì chắc chắn nắm bắt những vấn đề hồi sáng rất khó. Mình nắm bắt những vấn đề như vậy khó quá thì làm sao mình làm việc giáo dục, mình dạy cho các em được. À, cho nên anh chị làm sao có những cái đề tài thế này cho. Hoặc không có đề tài này thì bây giờ cũng còn chục chút hướng mình vào đó. Thì đa phần ở đây tôi thấy là con trẻ còn cái sức có thể học được, phải nhắm tới được. Mà anh chị phải thổi cái tinh thần này vào cho cái lớp, lớp đoàn sinh của mình là lớp trẻ đó, thì nay mai mà tao gia đình Phật tử mình nó mới khá được chứ. À, thế như vậy gợi ý tất cả anh chị như vậy ha, Phật pháp như vậy, gia đình Phật tử như vậy, vấn đề chuyên môn như vậy. 13 đề tài này anh chị cứ theo đó mà làm, vận dụng thêm được những điều này vào nữa thì càng tốt. Còn nếu không vận dụng được, anh chị thấy những đề tài này nó mới quá, nó khó quá, anh chị để đó, chuẩn bị một cái đề tài dài hơi, viết từ bây giờ nhưng mà để sau này mình mới dùng. Còn cái nào rút vô được đưa vô trong 13 đề tài của vận hành thì cứ đưa vô. Khi mà tôi đọc biết chắc chắn anh chị có cái mới trong này liền. Hay nhá, còn nếu như bây giờ mình có sẵn trong đầu rồi, bảo huynh có cho bài nữa rồi, không cần mời về cái này nữa, thì thôi, về cái này viết đề, đầu tư đó để dành ngày mai sẽ có cơ hội. Vì anh chị đầu tư ngay bây giờ thì 20 năm sau nó mới hay. Thấy chưa? Đó. Rồi tiếp theo, phương pháp trình bày cần có đủ 3 yếu tố. Thì anh chị trình bày một cái luận văn như vậy đó, thì ngoài những vấn đề rất là sơ đẳng, mở bài, thấm bài, kết luận, cái đó rất là sơ đẳng chứ biết cả rồi, chứ không nói cái nào chứ nữa. Nhưng bây giờ chỉ nói phương pháp, nói cả ba cái yếu tố quan trọng nhất mà cái này có thể anh chị sẽ hiểu đây này, hoặc không lưu ý cái chuyện này này. Rồi, thì ngoài những cái chuyện là thấm bài, mở bài, kết luận gì đó thì cái này cứ tuân thủ nha. Rồi, cái dần nhập, cái giới thiệu, rồi cái thấm bài, kết luận gì đó, tóm tắt cái gì đó, cái đó là cứ tuân thủ. Còn cái này là phương pháp, phương pháp trình bày, nó khác nha. Vậy thì phương pháp có đủ 3 yếu tố, đó là cái gì? Phân tích, tổng hợp và nhận định. Có đủ 3 yếu tố này. Đó, phân tích, tổng hợp và nhận định, có 3 cái. Có đủ 3 yếu tố như vậy. Vì có những cái luận văn á, nặng về phân tích, không có cái tính tổng hợp, cho nên cái nhận định á, nó rời rạc vô cùng, không ai hiểu gì về cái kết luận. Ý tưởng của cái luận văn này làm gì cả, cái đưa ra cái phân tích không à, đưa ra cái sự kiện không à, đưa ra những cái chuyện này chuyện nọ cả, dẫn chứng chuyện này dẫn chứng chuyện kia để phân tích thế này phân tích thế kia, mà phân tích đôi khi mình cũng dựa trên cái phân tích của người khác chứ không phải cái của mình, cho nên cuối cùng biết cái bài này dẫn tới chỗ nào. Rồi có những cái luận văn nó nặng về cái tổng hợp, lấy hết cái văn bản nọ, lấy cái biên bản cuộc họp nọ, lấy cái hồ sơ này, cái báo cáo nọ của đại hội nọ, nói chung lấy hết tất cả mọi cái văn kiện tổng hợp lại thành một cái đề tài của mình mà không có cái nhận định gì hết, nó không có cái phân tích mấy cái báo cáo, mấy cái biên bản, mấy cái hội nghị như vậy, tổng kết cái hội nghị như vậy, không có gì cả mà cũng trở thành một cái luận văn, cũng dây cột luôn. Cái này nên tránh. Cho nên bây giờ phải có cả hai cái yêu cầu, hai cái nội dung, vừa phân tích vừa tổng hợp. Bây giờ lấy một cái ví dụ, thế nào là phân tích, thế nào là tổng hợp, để anh chị dễ trình bày. Sau này ví dụ như lấy cái đề tài
vận hành đấy ha. Hành trạng của thiền sư vận hành qua bi, trí, dục. Đề tài này tương đối quen thuộc với anh chị này, vừa rồi mình có làm đây này. Nhưng vừa rồi chỉ mới làm qua chữ dùng thôi thôi nhá. Vậy thì bây giờ thế nào là phân tích? Bây giờ phân tích các anh chị phải phân tích ra thì anh chị trình bày cái phần hành trạng của thiền sư vận hành. À, phân tích hành trạng của thiền sư vận hành như thế nào, có hết rồi phải không? Bài học của mình có cả rồi, nêu ra hết. Giúp lý cung ứng như thế nào? Phải nhá. Dời đô về Thăng Long như thế nào? Vân vân, phải nhá. Rồi sóng xuôi chứ cả, rồi bây giờ về núi. À, nói chung là phân tích. Đã đủ chưa? Chưa, tiếp tục phân tích nữa. Phân tích cái gì? Bi, trí và dục. Bi, trí, dục này do đâu mà có? Ai đề xướng ra cái này? Và xuất phát đầu tiên nằm ở chỗ nào? Nhận ra. Bi là cái gì? Trí là cái gì? Dục là cái gì? Kinh nào nói về bi? Kinh nào nói về dục? Đoạn nào nói về trí? Ngài A Nan nói cái gì về trí? Ngài A Nan nói cái gì về bi? Nhận ra. Ví dụ vậy nghe, ông Duy Ma Cật nói cái gì về bi, ông Duy Ma Cật nói cái gì về trí, đoạn nào ông Duy Ma Cật nói về dùng, dẫn ra là phân tích, được chưa? Trong cái phần phân tích này anh chị trích dẫn, kinh Thẳng Mang nói cái gì về bi, kinh Kim Cương nói cái gì về trí, Thiền Tài Đồng Tử trong quá trình đi tìm học 53 vị thiền tri thức cái gì là dùng, phân tích. Phân tích chỗ nào, trích dẫn chỗ đó, ghi chú chỗ đó, lát nữa sẽ nói về cách trích dẫn và cách ghi chú, phải nhá? Đó là phân tích, được chưa? Đúng vậy nhá. Rồi, như vậy là xong hai phân tích phải không? Hết phân tích rồi thì đến cái gì? Tổng hợp. Phân tích cả hai cái vận hành nói như vậy, cuộc đời của ngài vận hành như vậy. Rồi bây giờ bí về trí và dùng nó như vậy đó, bây giờ kết nối lại. Vậy thì bây giờ ngài vận hành đã sống như thế nào? Và điều này á, hắn dần tới cái chỗ cái này chính là tinh thần của bí đấy. Tương ứng với cái tinh thần của ông Duy Ma Cật đó. Ông vận hành cũng làm như thế này, tương ứng với cái trí đó, tương ứng với cái của trong kinh Kim Cang đó. Ngài vận hành cũng sống như thế này đây, tương ứng với cái dùng đó, tương ứng với cái trong lời Phật nguyện của ngài A Nan đó. Tổng hợp. Phải nhá, tổng hợp lại. Gắn kết lại hai cái với nhau. Tổng hợp hay nha, ngang đó đủ chưa? Nếu như mà như được không thì thả lòng người đọc, người không hiểu bây giờ rồi thì bây giờ ông này ông trích dẫn quá nhiều, ông trích dẫn kinh Kim Cang, ông trích dẫn Thiền Tài Đồng Tử, ông trích dẫn những gì mà cả, ông trích dẫn Thẳng Mang đủ chưa? Nhưng mà ông để đó, ai muốn hiểu gì đều hiểu, thì như vậy luận văn nó cũng có giá trị chứ, phải không? Lúc đó mới đi đến cái chỗ nhận định hoàn hành thiền sư làm như vậy khế hợp với tinh thần của chư tổ đi trước. Phật hành làm như vậy, kết hợp với tinh thần của kinh Kim Cang. Phật hành làm như vậy, kết hợp với tinh thần của trí trong chỗ trong kinh. Nhận định như vậy, rồi bây giờ kết luận. Vậy thì huấn đường của chúng ta, cái tinh thần của Phật hành, chúng ta nên theo cái gương của ngài. Sống như vậy thì được cái trí, sống như vậy thì được cái bi, và làm như vậy thì cái tài của chúng ta được mang, được xứng đáng được mang cái tiền reo lá. Dùng một cái ví dụ như vậy được chứ? À, tương tự những cái đề tài khác như vậy. Nắm vững được thế nào phân tích chưa? Tổng hợp nha. Nhận định nha. Rồi bây giờ đã có một cái ví dụ như vậy đó được ra. À, thôi được rồi, vì thời gian chứ không có nữa rồi. Rồi cho nên chưa nói qua cái phần là phân tích tổng hợp nhận định nó phải nhá, phương pháp rồi nhá. Bây giờ như nói các điều nên tránh. Không nên lèo theo làm theo cái dạng thống kê, liệt kê, báo cáo, biểu mẫu, biên bản. Bế nguyên ở một cuộc hội thảo, các văn bản của một cái cuộc hội nghị, cuộc hội thảo gì đó, của ví dụ như của tổ kiểm với chứ chẳng hạn. Bế nguyên người đó làm cái luận văn của mình. Giờ cột ấy.
Phải nhé. Bê nguyên cái gọi là sự phát triển và biến động về cái số đoàn sinh từ năm 1212 cho tới 2220. Làm cái luận văn của mình có ý nghĩa gì cả. Phải không? Cái con số đó gì để cho văn phòng họ làm. Văn phòng họ đề trên, họ báo cáo là đủ rồi. Không luận văn đâu cần cái đó. À, cho nên anh chị cố gắng tránh về cái này nghe. Mà tôi thấy bây giờ cái dạng luận văn này nhiều lắm. Giờ cộp ấy. Đọc bức mệt ấy. Mà không có cái gì trong cái gã vì cái nó chúng tôi nghe cái báo cáo chỉ cần con số thôi. Từ 2012 đến 2022 đoàn sinh biến động như thế nào cho con số là được. 22 chừng đó đoàn sinh, 22 chừng đó đoàn sinh mình biết. 22 chừng đó hiện trường, 22 chừng đó hiện trường mình biết. Bây giờ thỉnh suy cái gia đình Phật tử như thế nào được rồi. Cái việc gì bây giờ làm cái luận văn hả nhá, anh chị tránh cho cái này. Đó, trong 13 cái đề tài thì có chuyện này phải không? Nhưng mà nói trước à, anh chị sau này đừng có già làm cái dạng như thế này. Đó. Rồi đồng thời cả cái điều này tức là cả cái dạng thống kê liệt kê báo cáo biểu mẫu biên bản này đó thì có sự sử dụng để minh họa nhưng phải ghi rõ xuất xứ. Phần này thì anh chị là cảm ơn một đơn là xem các phương thức trích dẫn. Vì cái phần này thì không được là có hôm qua chúng tôi có gửi cái một cái file word, cái bằng word về cái nội dung rất là chi tiết. Không biết là đã photo gửi cho cả anh chị chưa? Anh Hùng à, cái file ngày hôm qua gửi cho anh Trái đó. Anh Hùng, cái file mà hướng dẫn luận văn này đấy, ngày hôm qua gửi cho bác con trai đó, đã photo gửi cho học trợ sinh chưa? Cái file và phải guộc rất là chi tiết. Ngày hôm qua gửi cho à, chưa phạt hả? Có đã phạt chưa? À, như vậy thì xem cả cái phương thức chứng nhận trong cái file guộc này, tôi là có in thành cái đó rồi. Có chứ, nếu có là phạt luôn đấy, để chị luôn. À, thì như vậy anh chị có thể trích dẫn, ví dụ như là bây giờ mình trích dẫn một cái đoạn nào đó trong Kinh Duy Ma Cật. Trong cái phẩm trì thể như vừa rồi mà tôi có hướng dẫn, anh chị ghi rõ cho. À, ghi bằng cái cách hoặc là dùng footnote hoặc là endnote. Nếu như bây giờ muốn dùng ở cuối chân trang, chú thích ở cuối chân trang. Hoặc là chú thích ở cuối cùng của cái văn bản luôn, hoặc là footnote hoặc là endnote. Thì bây giờ ai sử dụng computer được biết cái cả cái đó phải chứ, biết cái tổ hợp phím nó cả đó phải không? Rồi cái này thì anh chị nếu như ai biết sử dụng computer thì đều biết cái tổ hợp phím nào đó để tạo cái endnote, để tạo cái footnote cả phải chứ. Rồi thì phải ghi cho rõ. Còn cách ghi như thế nào đó thì trong cái văn bản này có ghi đâu. Rồi có cái bài này rồi thì tôi chỉ cái cách làm. Ghi cho đủ đúng, vì đây là cái tiêu chuẩn học thuật. Thấy nhá, và tiêu chuẩn học thuật nó phải của Việt Nam đó, mà cả quốc tế là. Vì bây giờ cả cái vị đi đề trên cả cái luận văn mà có mang tính học thuật của quốc tế, trong cả cái seminar hoặc trong cả cái diễn đàn quốc tế đó ha, cả hội thảo quốc tế thì đều phải trích dẫn theo nguyên tắc thế này cả. Mới còn hình trường của mình đôi khi không biết cái này. À, cho nên chứ mình phải chịu khó mình học. Thì trong cái ba cái phái đó tôi gửi là rất là chi tiết trong ấy. À, rồi xem cả cái phương thức trích dẫn này. Cái gì ghi trước, cái gì ghi sau. Trong đó còn nói rất là rõ trong ấy. Chứ không ghi tùy tiện. Mà cũng đừng có cái tắc trách là đừng có ghi. Thì mình đừng ghi là cái của mình. Mà cái của mình thì người ta nói là lấy cái của người ta làm cái của mình. À, thế bây giờ ghi như thế nào? Trong đó có trong ấy. Rồi điều này điều tối kỳ này. Điều này thì nhắc chừng thôi. Mong rằng là bây giờ từ đây trở đi là không có tình trạng này nữa trong các luận văn của gia đình Phật tử chúng ta. Không sao chép hoặc lấy ý tưởng của người đi trước. Ủa, cái văn bản này chưa có ha? Cái bản gột này chưa có ha? Và chưa có được là coi như là cái nhân duyên để mình học thêm bữa nữa đó. Phải chứ?
chứ vậy 11 giờ 22 23 rồi đấy, còn mấy phút nữa mới chưa có cái bàn nữa thứ chiều đó đó. Rồi thế bây giờ cách trình bày, chọn đề tài, cái cách, cái phương pháp là như vậy thôi ha, yêu cầu như vậy thôi đó. Bây giờ cách trình bày, trình bày là cái đó đó, thì có thể tóm tắt thành 5 điểm như thế này. Cái việc hoa, khi nào thì việc hoa, chữ nào thì việc hoa, chữ nào việc thường. Nghe chưa? Trong đó có nói trong á, có cái đó thì chưa nói rất kỹ hơn. Và bây giờ cái phiên âm tiếng Phạn thì việc sao? Nghe chưa? Anh chị dạy hồi sáng chưa ha? Sáng chưa việc cái chữ má kẹt đa ha? À, thấy chưa? Gạch ngang ở giữa này, gạch ngang ở giữa này. Việc hoa này này, chữ này việc thường này, chữ này việc thường này. Hồi sáng chưa chú ý cái đó không? À, đó, bây giờ chú ý đi. Đó, phiên âm tiếng Phạn. Nhiều nữa, còn nhiều cái lắm. Cái phiên âm tiếng Phạn này là cái coi như là rắc rối nhất này. Mà tôi thấy dường như là luôn, tôi không ai nói này cái chuyện này cả. Xưa nay chứ không ai để ý chuyện này cả. Các luận văn từ trên xuống dưới, không nói cái này. Phải chưa bắt đầu từ lớp này trở đi. Việc nghiêm chỉnh cho vậy. Nhắc lại cái này là cái tiêu chuẩn học thuật, không phải chỉ có những Phật tử chúng ta đâu, mà bây giờ là ở thế gian, ở trường học, bây giờ Bộ Giáo dục cũng đã ra văn bản này rồi. Thấy nhá, và các cái trường ha, à, giáo viên bây giờ cũng được nhắc nhở dạy cho các học sinh của mình á, cách viết phiên âm như thế này rồi. Mà chứ luận văn quan trường chúng ta mà bây giờ cứ như thế này không, thì sau này 10-15 năm nữa thì bây giờ cái giá trị của nó như thế nào? Người ta sẽ đặt vấn đề. Dân này Phật tử Việt Nam không được hướng dẫn chú đạo. Ví dụ vậy nhé. Cho nên chứ bây giờ 90 trại sinh này lưu ý giúp cho chuyện đó đi. Để trong tương lai của mình á, nó có một cái gì đó, có một cái giá trị và có một cái ý nghĩa trong lòng của Phật Pháp, của Phật của dân tộc. Chưa chịu khó đấy. Trong đó có hướng dẫn các bạn, nhưng mà chi tiết thì chưa, tôi mới nói cái phân phiên âm tiếng Phạn này thôi. Thầy kể phái rồi sau thì trái được gửi chết chứ im không kịp. Im kịp hả? Rồi thầy rửa thầy ngang đi thôi ha. Rồi phần chủ thích. Như hôm nay có nói đó. Thì cái phần phân tích của các anh chị á, cái phần phân tích thì phải sử dụng cái chủ thích này. Đó, phải ghi cái chủ thích này như này. Đó. Thiếu triệu chủ thích này á, sẽ mang một cái bị, sẽ bị gắn với một cái tội lấy của người khác làm của mình. Thấy chưa? Phải có chủ thích này. Thì có nhiều cách lắm. Ví dụ như bây giờ mình nghe một cái bài giảng nào đó của quý thầy nào đó trên YouTube á, trên mạng á, anh cũng có thể chủ thích được, nhưng mà ghi rõ. Nhưng mà cái ghi là ghi như thế nào? Đó, ví dụ vậy. Hoặc là bây giờ cái nó trong một quyển sách đó, sách nó nhà xuất bản nào, năm nào, với cái tên của tác giả ghi sao? À, thì cũng phải có cái cách đó. Nhưng mà tiếc chứ bây giờ cái bảng này chưa có để phát cho anh chị nó, cho nên chắc phải học buổi nữa đó. Rồi, bây giờ phần thứ tư, đó là trích dẫn. Rồi, cái phần trích dẫn này cũng có ba cái cách trích dẫn. À, trích dẫn như thế nào? Trích dẫn trực tiếp, trích dẫn gián tiếp, trích dẫn toàn phần, hoặc trích dẫn cái ý. Đó. Nó trích dẫn cái ý không thôi thì như thế nào? Còn trích dẫn trực tiếp có nghĩa là bây giờ người ta nói câu nào, chữ nào thì mình viết đúng cái chữ đó. Ở trong đầu có hướng dẫn đó. Phần trích dẫn này cũng rất là quan trọng. Rồi trích dẫn thứ cấp thì như thế nào? Trích dẫn toàn phần thì như thế nào? Đó, nó có phần trong đó trong ạ. Và phần cuối cùng đó là cái phần tài liệu và thư mục tham khảo, cái này phải ghi phần sau cùng. Xong cái bằng văn như vậy rồi đó, xong cái luận văn của mình thì phần sau của anh chị sử dụng cái tư liệu nào anh chị phải ghi. Sử dụng kinh Thắng Mang phải ghi, bản dịch của ai, cuốn sách này xuất bản năm nào của ai, ghi vào.
Rồi bài giảng trực tuyến của thầy nào, trong cái khóa học nào, khóa tu nào, ghi vào. Và xong xuôi rồi thì phải ghi theo thứ tự A, B, C. Đó. Có một cái đó hết. Đấy nhé. Phần sau cùng, thường thường là cái phần của bảo huynh với ý chỉ sư rồi trong phải chứ. Thì nhắc lại các anh chị điều này, lưu ý chỗ này. Có ý chỉ sư trong đời để tu hành là quyền rất quý. Còn bậc thầy để hỗ trợ tinh thần cho mình, để mình có cái chỗ dựa tâm linh rất là quý. Các anh chị cứ thỉnh quý ngài chứng minh cho con. Nay con làm luận văn bằng hành như thế này, để cả ngài đọc và ngài chứng minh cho. Có thể cả ngài cũng có thời giờ để đọc. Như vậy là cả ngài, vậy là thầy mừng cho con đã làm được cái việc này. Ông cần chỉ cần đặt cái tay lên đó, ông chứng minh cho mình là được. Hay nha. Bảo huynh cũng vậy. Đó, cái vai trò bảo huynh là để hướng dẫn những cái như thế này đây. Ví dụ hôm sáng hôm nay tôi hướng dẫn thế này là vai trò của bảo huynh đây. Chứ bảo huynh có nghĩa là bây giờ mình lấy cái gì đó của bảo huynh, mình làm cái của mình. Và bảo huynh cũng áp đặt đàn em của mình là phải theo cái của tôi. Nhưng mà cho nên khi cả anh chị thịnh một vị nào đó ý chỉ sư thì nhớ là thịnh cho như vậy. Thầy chứng minh cho con về mặt tinh thần. Chứng minh cho con là bây giờ con tu học với dân Phật tử, con đã lên được, con làm được cái việc này đấy. Xin thầy chứng minh cho con, trang trọng gửi cho ngài. Ngài đọc, ngài có những nhận định gì đó thì tốt, ngài không có, ngài đặt trên tay lên cái bảng là được. Thầy cho con được phép con ghi pháp danh của thầy trong cái bảng này, và thầy chứng minh cho con là mô Phật. Thầy rất là vui mừng khi con làm được việc đó. Ông đặt cái tay lên đó cho mình là quý rồi. Con đọc được cái gì chứ đồng nào không, chỗ này chưa được con này, con ghi thêm chỗ này này, cái căn quý hơn. Đó là trường hợp ý chỉ sư. Bảo huynh thì như vậy đó. Thỉnh bảo huynh cũng hướng dẫn cho mình. Bảo huynh có thể gần gũi hơn mình, cũng đọc thêm cho mình, cũng góp thêm những cái tư liệu cho mình. Nhưng mà bây giờ mình cũng đừng có hoàn toàn mình lệ thuộc quá, phụ thuộc quá. Ông bảo huynh nói chi mình phải nghe đó. Còn về cái vấn đề mà sau này khi mà đã đề trên hết rồi, mà khi mà chấm và duyệt xét đó, đó thì nhìn vào đó, chúng tôi nhìn vào đó chúng tôi biết. Và như hôm nay chúng tôi có nói đó, có những cái vị bảo huynh những cái năm trước, cách đây 10, 15 năm, đã hướng dẫn cho họ làm những cái luận văn thế này để họ đề trên dùng luận văn có bậc lực. Bây giờ đến hàng năm này đọc lại cái cùng cái đề tài đó, nhìn vào cái ông bảo huynh. Bây giờ một huynh trưởng mới thầy y chang vẫn có gì khác cả, là đáng buồn phải không? Rất đáng buồn. Cho nên một mong là các anh chị cố gắng khi mình thỉnh bảo huynh, mình cũng phải có một cái tinh thần rất là độc lập, rất trân trọng, rất độc lập, để vì bảo huynh nó cũng thể hiện lại với mình cái tinh thần rất là tôn trọng, cái tinh thần từ chủ của đàn em của mình, để dẫn cho nó đi lên một đường. Có như vậy mới đẹp chứ thôi nhé. Rồi, thế như vậy là hết giờ. Nhưng mà chưa cái văn bản nào chưa có, có nghĩa là chưa học chi hết. Rồi thôi ha. Thôi dừng lại ở đây ha.